xong. Em ơi đừng đừng đợi, đợi, đợi đừng chụp ảnh nhá. Ê, nhanh vấn đề gì cả. Làm sao anh này? Bây giờ em nói anh, bây giờ cái việc đấy nó bình thường quá mà mọi người sao này? Ai cầm một bao thuốc ném vào mặt anh có phải bình thường không? Anh có bình thường không? Anh có cho là bình thường không? Anh ăn mặc rất là tử tế, rất là lịch sự. Trước cơ quan công an đang làm việc với anh cầm một bao thuốc ném vào mặt của chị phụ nữ ở đây. Anh đảm bảo như thế có ai ủng hộ anh không? Nhưng mà tại sao lại có người chụp ảnh em đi xe đến năm nay đúng không? Tại vì là không có vấn đề gì cả. Nhưng mà sao anh này? Đi 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 đ